Hello, mến chào tất cả các anh em. Thì các anh em đang tìm một mẫu loa vừa karaoke hay, vừa nghe nhạc như phòng bay. Và con này 6 triệu mấy sẽ làm được điều đó. Xin giới thiệu đến tất cả các anh em một mẫu loa đến từ KCBOX KCS8. Đây là một cái mẫu loa mới nhất của hãng KCBOX, có cái chất lượng âm thanh rất rất là hay luôn. Và giá của nó hiện tại là dưới 7 triệu đồng. Sơ lược qua thì nó có một cái màu vàng rất là quyến rũ như thế này đây, trang bị 2 micro, cùng với đó là một bass và hai chung hai chép. Bây giờ mời tất cả các anh em hãy cùng với mình đi trải nghiệm cũng như là đi test chiếc loa này nhé. Tôi biết các anh em rất là tò mò khúc này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui ra. Chiếc loa của chúng ta thì nó khá là gọn gàng ở trong một cái thùng như thế này. Đầu tiên thì mọi người sẽ có sách hướng dẫn nè. Hãng tặng kèm thêm cho chúng ta một cái USB luôn. Nhân vật chính của chúng ta thì cũng rất là được chỉnh chu, nằm ở trong một cái túi như thế này. Đó. Rồi. Ngoài ra thì hãng đã trang bị cho chúng ta một cái hộp đựng mic. Đó, rất là chỉnh chu luôn ha. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có chắc chắn là 2 micro rồi. Đó. Và đi cùng tông màu với lại chiếc loa, chúng ta sẽ có 2 micro màu đen nha mọi người. Đấy. Đây. Và phân biệt 2 micro thì chúng ta sẽ có 2 màu ở trên nút on off, 2 màu khác nhau ha. Cùng với đó là một dây nguồn để chúng ta có thể sạc cho chiếc loa này. Ok, và trong thùng thì chúng ta đã hết rồi nhé. Tiếp theo đến phần quan trọng nhất là chúng ta sẽ đưa lên bàn để chúng ta test chiếc loa này nhé. Không biết mấy anh em có giống như mình không? Rất là bị cuốn hút khi mà nhìn cái chiếc loa này lần đầu tiên luôn. Ở chiếc loa chúng ta có một cái viền màn lo màu vàng ở trung tâm như thế này. Nó là cái điểm nhấn mà rất ấn tượng đối với lại những chiếc loa khác. Chúng ta sẽ không nhầm lẫn vào đâu được ở cái chiếc loa KCS8 này. Chúng ta sẽ có hai loa chung ở phía dưới này và hai loa chép ở trên đây. Ngoài ra có một cái logo và có đèn ở vị trí này ha mọi người. Bây giờ mình sẽ on chiếc loa lên. Rồi, như mọi người nhìn thấy, khi mà on lên, đèn nó cũng sẽ sáng theo, rất là đẹp như thế này. Và đặc biệt màu ban đêm ha mọi người, khi mà ban đêm thì nó lại càng đẹp hơn. Rồi bây giờ sẽ mời tất cả các anh em xem ở vị trí mạch điều khiển ở bên trên. Mình sẽ giới thiệu lần lượt qua cho các anh em những cái nút mà có thể điều chỉnh ở trên chiếc loa này. Đầu tiên là nó có thể điều chỉnh được âm lượng lớn nhỏ nhạc nè, điều chỉnh âm lượng chép và âm lượng bass của nhạc. Tiếp theo ở phần mid thì chúng ta sẽ chỉnh được 3 giải tầng của mid ha. Chép micro nè, chung micro và bass của micro. Đó, điều chỉnh chi tiết 3 giải này luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ echo, delay và reverb. Đó, nhiều đây thôi là đủ đồ chơi luôn ha mọi người. Bên đây thì chúng ta sẽ có nút lớn nhỏ của micro. Bên đây là nút lớn nhỏ âm lượng của đàn guitar. Đấy, và tổng thể thì chúng ta sẽ có những nút điều chỉnh như thế này. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ xem mặt sau nè. Và đây là mặt sau của chiếc loa KCS8. Nó có những nút điều chỉnh ở đây, nút tiến lùi bài hát ha. Và cũng giống với lại những chiếc loa khác, có cổng USB, có cổng input và output 3.5, có một cổng đàn guitar và một cổng mid in 6 ly để chúng ta có thể cắm những nhạc cụ như là micro rời ha. Ở đây một cái tính năng đặc biệt mà nó cũng giống với lại những cái dòng loa của JBL, đó chính là bass boost. Bass boost ở đây nó sẽ giúp cho chiếc loa chúng ta phát ra một cái âm trầm cực kỳ là sâu luôn. Rồi tí xíu mình sẽ test cái tính năng này cho mọi người nghe ha. Ở đây thì hãng có đề cho chúng ta công suất RMS ở 200W và trở kháng là 4 ohm ha mọi người. Đó, và độ nhạy của nó sẽ lớn hơn 85 decibel. Và ở dưới nó sẽ có 3 cái đèn để chúng ta xem cái mức độ pin của chiếc loa này ở 100%, 50 và 10% ha mọi người. Ở đây là cổng sạc 12V ha mọi người, còn ở trên đây là cổng AutoVolt từ 110V cho đến 240V luôn. Điện ở Việt Nam hay là ở Nhật Bản và các nước khác đều sử dụng được. Ở phía dưới này đây, chúng ta sẽ có hai lỗ thoát hơi. Nó được thiết kế ở phía sau giúp cho cái âm trầm sâu lắng và mạnh mẽ hơn.
Và đó là tổng thể những gì mà chiếc loa KC-S8 này trang bị. Bây giờ đến phần quan trọng nhất, mình sẽ test cho tất cả các anh em nghe một bài nhạc để cho các anh em có thể trải nghiệm cái âm bass của nó mạnh mẽ đến đâu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tăng bass boost lên cho mọi người cùng nghe nha. Đấy, mọi người thấy nó có thay đổi rất là nhiều đúng không? Âm bass cực kỳ là sâu luôn. Và ở trên đây hiện tại mình đang đợi âm lượng của bass và chép á, mình đang đợi hướng là tầm khoảng 12 giờ thôi nha mọi người, chưa có nâng lên quá nhiều luôn nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thử tăng bass và tăng treble để cho mọi người xem nó có thay đổi hay không ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử tăng bass lên ha. Đây, âm lượng bass mình đang đợi 50% thì nó như thế này. Bây giờ mình sẽ tăng lên tầm khoảng 70% ha. 2, 5, 6, 7. Đây, khi mà chúng ta tăng lên 70% và khi chúng ta giảm về 12%, 2, 3, 4. Và mọi người thấy nó cũng có sự thay đổi nhưng không quá nhiều ha. Còn ở phần chung thì chúng ta sẽ thay đổi nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Và phần chung thì chúng ta thay đổi. Nó có phần thay đổi rất là nhiều luôn. Tại vì ở đây chúng ta được trang bị là 2 lo mid. Thì 2 lo mid này nó sẽ giúp cho giọng hát của chúng ta nó được bay bổng hơn. Nó được loan và phát đi xa hơn nha. Rồi, tăng chép và giảm chép thử nha mọi người. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Đó, chép khá là nhuyễn và sáng luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ test đến tính năng chống hú trên cái chiếc loa. Và hiện tại là micro đang on nha mọi người. Mình đang quay về hướng loa luôn nè. Nhưng mà nó chống hú cũng khá là tốt ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ test đến phần karaoke qua một đoạn trình bày của bạn Chí ha. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng.
Cho chú nha mọi người. Mọi người muốn trải nghiệm chiếc lo này có thể ghé qua địa chỉ tại số 10-14 Đặng Văn Ngữ, phường 10 quận Phú Nhuận, hoặc là có thể ghé qua cơ sở 2 tại số 37 đường số 2, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể trải nghiệm và lượm ngay một chiếc lo về chơi Tết nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Yeah.